Xin kính chào quý anh chị, nhạc cụ Lê Huy Long An gửi tới quý anh chị cây guitar classic, kiểu của nó là Shinano Concept Guitar, model là SC20. Cây này thì trên phần trên mình thấy ghi chữ handmade đó mọi người, phần trên cùng ha, handmade concept có nghĩa. Thì cây này được làm thủ công mà chuyên dành cho biểu diễn sân khấu mọi người, gần như là chuyên nghiệp ha, dòng đàn gần như là chuyên nghiệp. Cây này thì tình trạng là zin nguyên bản và còn rất là mới nha mọi người. Đây là tổng thể của cây đàn ha, rất là đẹp, rất là mới luôn. Dòng series 2 có một chỉ cần nha mọi người, khóa là khóa zin vàng, khóa vàng rất là đẹp nha. À, đó mọi người thấy không, cái đàn đây là gót cần của cây đàn. Những cây này thì chất lượng thì mình yên tâm, tại dòng handmade mà, dòng làm thủ công người ta rất là tỉ mỉ, rất là coi như là cẩn thận, làm rất là chắc chắn. Đây là phần lưng của cây đàn, rất là đẹp luôn mọi người, hầu như không có lỗi luôn mọi người, chỉ có lỗi sử dụng thôi, lỗi những cái vết trầy rất là nhỏ li ti thôi. Thấy một mặt lưng không, cây đàn này cũng mấy chục năm tuổi rồi ha, gót cần còn nguyên vẹn nè, rất là đẹp luôn, chất lượng phải nói là quá tốt. Không đàn gỗ đẹp lắm mọi người, cây này gỗ nó lên màu quá đẹp. Đái nè, cái này người ta sử dụng rất là cẩn thận ha, mình thấy phần đái cũng không có, đây là vết dơ mọi người, giờ mình vệ sinh nó sẽ ra ha. À, chỉ cần đẹp quá ha, rất là đẹp, khóa zin nè, những cái này đa là nguyên bản hết nha mọi người, còn zin nguyên bản của cái đàn hết, mình chỉ thay bộ dây vô thôi, ngựa đàn cũng vậy, rất là liền lạc nha mọi người, tớp đẹp. Cái này action của nó thì đang ở mức 6 mọi người, mình đo rồi ha. Dây 1 nè, dây 6 nè, nó ngay mức 6 luôn ha. Cái này âm thanh thì mọi người vừa nghe mình đã test sơ âm thanh rồi ha, rất là vang và rất là sáng luôn. Thank you.
giờ mình test cái cần phím cho mọi người ha. Mấy ngăn phím đàn cho mọi người ha. Rất là sáng nổ. Ngoại hình thì cái này thì quá đẹp, chất lượng của âm thanh rất là hay nha mọi người. Cái này thì nó có một cái hộp, hộp không phải của cái đàn mọi người, hộp của cái hiệu, để mình để cái đàn. Cái hộp này thì cũng Nhật nha mọi người, nhưng mà cái hiệu của nó là Elite của thằng nó bị hơi bị hở keo chỗ này xíu, cái này mình dán lên cái là hết nha. Cái này thì khóa là khóa đúc mọi người, khóa vàng, khóa đồng, rất là đẹp. Hộp của cái này hình như là của Takamine đó mọi người. Khóa nó còn nhẹ lắm, rất là nhẹ ha. Thì khi mọi người mua đàn thì sẽ có một cái hộp như thế này. Cái này thì sẽ có hai mức giá. Một là có cái hộp luôn á mọi người, là giá là 5,5 triệu. Hai là không lấy hộp case thì mình lấy bao da thì giá là 5 triệu nha mọi người. 5 triệu chẳng. Cái này là Shinano Concept Guitar SC20. Tình trạng đàn còn rất là mới mọi người, nên giá có thể nó ở tầm đó nha mọi người ha. Còn những cây cũng SC20 giá khoảng 3,5 triệu thì có thể là nó chạy hơn cái này nhiều. Cái này thì còn rất là đẹp. Rồi mọi người quan tâm về cây Shinano SC20 này thì liên hệ với mình là 0918 910291, Zalo Lê Nhật Huy. Cảm ơn mọi người rất nhiều.